Xin chào tất cả bạn, mình là Alam. Hôm nay chúng ta sẽ chơi thử một tựa game Simulator mà mình cảm thấy rất chi là hay. Bạn thấy đồ họa rất chi là đẹp. Game cũng đang có rất nhiều sự kiện. Đó. Đây là map 1 nha các bạn nhá. Mình được biết thì có khoảng 11 map và lúc mình chơi có 24,6k người chơi. Và map 1 thì chúng ta sẽ đánh những cái cột, sau lấy tiền mở ra trứng để lấy vũ khí. Vũ khí thì có rất nhiều loại các bạn nha, từ dây này, epic này, may mắn mình mở được cái epic này, dùng cái xẻng quá, nó chính là cái xẻng. Rồi đây có cả bét này, epic này, rồi, đấy, là những cái cột này sẽ ra tiền này để mình mở trứng và để qua cửa nha, qua map nha. Người chúng ta sẽ có 4 vũ khí nha các bạn nhá. Đó, các bạn thấy không? Khi không dừng đánh thì nó sẽ ở đằng sau lưng chúng ta. Nhìn rất là xịn sò phải không? Đó, kiếm đưa này. Đó, ta sẽ nhận nhiệm vụ ở đây này. Đó, ta nhận nhiệm vụ rồi. Của ta đánh 3 cây à? 5 50 cột sắt này nha. Game cũng khá là đơn giản, các bạn chỉ vào đánh cột này, sau đó mình sẽ được nhận tiền, nhận quy y. Mình sẽ cố gắng tích thật nhiều tiền các bạn ạ. Thế ra những cái map 1 này theo mình thì không nên mở nhiều vũ khí nhiều. Mình sẽ lấy thật nhiều tiền để mình qua cái map này. Map 1 này sẽ mất khoảng 5.000 tiền các bạn nhé. Đấy, mình đã có 1k4 tiền này. Làm nhiệm vụ thì cũng được tiền rất chi là nhanh các bạn ạ. Đó, ta sẽ đánh nha. Mình đã hoàn thành nhiệm vụ đánh 5 cái cột sắt nha. Và xem nào. Đấy. Tiếp theo mình sẽ nhận nhiệm vụ tiếp theo. Tiếp theo của mình là sẽ nâng cấp một thanh kiếm lên các bạn. Rồi để nâng cấp mình sẽ mở một cái một kiếm để nâng cấp. Rồi kiếm nhìn rất oách nha, mỗi tội đàm thấp đàm và đàm đà. Rồi ok, mình sẽ nâng cấp, bạn thấy không, có màu xanh lên đấy, lên từ level 1 lên level 2 đấy, tăng level đấy. Nhiệm vụ tiếp theo của mình sẽ là đánh những cột hình kim cương này, máu khá là trâu các bạn thấy không, hơn 7k máu. Map 1 này thì mình không cần đánh boss các bạn nhá, đủ 5k tiền là mình sẽ qua cái map. Nhưng từ map 2 trở đi chúng ta sẽ phải đánh boss, các bạn thấy không, đường kiếm đi rất chi là uyển chuyển, nhìn khá là hấp dẫn. Này mà khi vũ khí của ta mạnh ta sẽ đánh rất chỉ là nhanh. À các bạn nhớ nhập cốt nhá. Cốt này sẽ cho chúng ta những cái tăng tỷ lệ may mắn này, tăng nhân đôi quy, nhân đôi tiền này. Đấy. Chỉ là đơn giản thôi. Nhưng mà game này có một tựa cuốn là chúng ta sẽ mở trứng làm sao để có những vũ khí đẹp nhất, xịn sò nhất. Nó gần như một cái đam mê các bạn ạ. Đấy. Cái vũ khí của chúng ta chỉ bình thường đơn giản thôi, nhưng có vũ khí thì mình sẽ lên mấy ca đam. Đấy. Mình nghĩ nếu vũ khí được 1 ca đam thì mình gõ cái này chỉ 2 cái thôi. Đã chết rồi. Ngoài ra còn những skin nhé các bạn nhá. Đánh người ta sinh thoảng sẽ may mắn ta sẽ nhận được những skin, mà skin mình nghĩ là đam rất to. Thì một chút nữa mình sẽ đánh xem có nhận được cái skin nào không. Còn hơn 100k máu, gõ vài cái nữa đi nào. Rồi ok, được 408 vàng các bạn. Đấy. Miệt mài lao động rồi. Đây nha các bạn nha, để spell nha. Đấy, từng cấp bậc một này. Mình đang ở Uber 1 thì chưa có. Đấy, số thời gian mình chơi này. Đây mình có đang
map 1 này, số tiền này. Đấy. Game này có cả chair nha các bạn nhá. Đây là chair đâu. Là challenge nhá. Nhưng mà mình phải đủ cấp bậc mới được challenge các bạn ạ. Tức là mình sẽ trao đổi vũ khí cho nhau đấy. À, có sự kiện này, đang có vòng quay này. Vòng quay này may mắn thì chúng ta có cái thanh kiếm rất chìa xịn sò ạ. Wow, mình nhận được một skin này các bạn ơi. Chúng ta sẽ xem này. 400 đam các bạn ạ. Cũng khá là mạnh đấy chứ. Đấy. Mỗi lần dùng skin ra là sẽ mất khoảng 400 đam. Tiếp nhiệm vụ, trả nhiệm vụ rồi. Mình đã hoàn thành nhiệm vụ đây nhá các bạn nhá. Mình đã có 1k4 tiền. Đấy các bạn ạ, skin ra cái mất 20 giây hồi chiều các bạn ạ. Máu tụt rất chi là nhanh. Nếu là có 3 skin thì phải là tiêu diệt quá rất chi là nhanh các bạn. Ok, giờ mình đã đủ 5k tiền, mình sẽ sang map 2 các bạn nhá. Giờ xem map 2 có gì mình chú ý nữa. Ôi chết, chạy quá cổng rồi. Hai quái vật hoàn toàn khác nhá, phong cảnh khác các bạn ạ. À, đây có nâng cấp này, nâng cấp đồ epic này này. Đấy, bản này mình cần 5 gái giống nhau mới lên được. Và cần quy nữa cơ. Từ nâng cấp từ 23 đến 35. Mình sẽ mở thử một cái này xem nào, mở thử quả trứng bên này xem nào, mạnh như thế nào nào. À, mình sẽ xem nào. Kiếm cùi nhất ở đây là 25 đam. Rồi ta nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ xong ta tiếp tục làm các nhiệm vụ ở trận đây. Map 2 này. Sau đó ta sẽ đánh boss. Để mình sẽ đánh boss cho các bạn xem nhé. Mình đi với sức mạnh của mình vào thì không biết có cần được boss không. Boss sợ nó tát mình không trượt phát nào. Đúng rồi các bạn ạ. Bạch hổ hoạt là cao luôn. Đúng con hổ ở trên dọa dầu bạch hổ này. Ví dụ nó tát mình hết 220 máu kìa. Mà nó có 62k máu. Mình đánh bao giờ chết. Ui nó có skin gì kìa. Nốc xoáy à. Mình nghĩ đứng đấy mình sẽ máu sẽ tụt như xuống dốc. Ôi, đánh đau đấy bạn ơi. Ôi, né né né. Nó tát không trượt phát nào, không né được, đánh thường nó bạn ạ. Rồi cứ nó cào cái nó cào mỗi lần mất 220 máu kìa. Thế này mấy mà chết. Ôi, có khi mình sẽ phải cẩn mạnh hơn. Nếu mình không nâng cấp lên thì có khi mình sẽ yếu và không thể đánh được con boss này. Trời, bạn tát tôi đau thế bạn ơi. Cái này thì chịu được bao lâu. Skin của mình nghe không thấm bao nhiêu các bạn ạ. Máu mình đã tụt mất 1/3. Máu của boss nó bị tụt một chút thôi. Mất có 6k, 8k. Ôi, chắc nó tát mình chỉ 10 hát nữa là chết thôi. Mình cố gắng chạy luồn lách tí xem gỡ gạc được tí nào không các bạn ạ. Nghe vẻ là không còn thua rồi. Với sức mạnh hiện tại thì không thể đánh được các bạn ạ. Chạy thôi các bạn ơi. Mình nghĩ mình sẽ phải chạy ra. Nhưng mà ở trong này không cửa ra các bạn ạ. Một là chết hay là sống thôi. Rồi thôi mình đứng cho nó tát vậy. Tát đi bạn ơi. Tát chán để tôi ra giải thoát cho tôi nào. Trời ơi. Đứng như trứng chọi đá các bạn ạ. Đúng là ngựa non hao đá. Mới học võ công được có mấy ngày đã đòi đi đánh boss. Nào, phát tát cuối cùng đâu rồi? Phát tát nữa. Nào, ui, đúng phát tát cuối cùng ạ. Phát tát cuối cùng rụng rời chân tay các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ làm hết nhiệm vụ ở đây rồi. Mình nghĩ QE của mình đã sắp đủ để mình nâng lên Newber 2.
như vừa hai có, mình sẽ có sức mạnh để giết con boss vừa nãy. Cố gắng nghe là một chút nữa thôi, được rồi, ok ạ, đã được 100%. Rồi mình sẽ đi Q2 nè, đến 30k máu. Đúng rồi, hơi bị chất lượng đấy. Đam 10%, đam của vũ khí 10% nữa. Thực hiện thôi, ngồi thiền luyện công. Vận khí chúng ta đi đẩy lên, ui dù thành công rồi. Đấy, lần 2 thì sẽ mất khoảng 18k Q các bạn nhá. Rồi boss đâu rồi, sẽ phải tìm nó để giết thôi. Đến Q2 thì các bạn vừa thấy đó là chế độ tự động đánh nhá. Nào boss, bạn vừa đánh tôi đúng không? Nào này, ra đấy, bạn ra đấy. Tát tôi thoải mái khi có 30k máu. Tát bao giờ cho hết 30k máu. Để xem bạn chịu được bao lâu. Thôi, vả thoải mái đi. Bây giờ máu quá nhiều rồi. Máu mình cũng tụt một chút. Máu của boss tụt trông thấy các bạn ạ. Bạch hổ đây chỉ để xoa dầu thôi, xoa nỗi đau thôi, nỗi đau ngoài da các bạn, đừng nỗi đau trong tim. Nào, rồi hổ có cánh nhỉ, rồi vặt đông hết các bạn ạ. Skin kia thì làm gì được, tôi chạy ở gì hay bao giờ xuống. Nào bạn cứ bơi đi thì đứng im cho đấy nè. Tảng tung hai cái skin cái máu tụt trông thấy. Rồi sau một hồi một bên vả một bên đấm một bên chém thì bây giờ đã phần thắng bại, boss đã nằm xuống dưới tay tôi các bạn ạ. À, chúng ta có mở hòm này các bạn ơi, mở hòm có cả skin nhá, có quy nhá. Đây, các bạn thấy không, nhưng sẽ mất chìa khóa, không may mắn chút nào, được 42k quy thôi các bạn. Nào, chúng ta sẽ sang map 3 được không? Mình đã có đủ tiền để mở sang map 3 nhá. Ta sẽ sang map 3 xem có điều gì thú vị không? Trên đường ta đi không bóng quân thủ. Boss chúng ta có đánh lại nhiều lần nhá các bạn nhá. Và nếu mà không đánh lại được thì ta rủ bạn bè. Mình yếu thì bạn bè ra đông cũng được. Và lại nhận nhiệm vụ tiếp tục. Video mình đến đây kết thúc rồi, cảm ơn bạn đã xem video mình nhá. Các bạn thấy hay thì hãy giúp mình nhấn like một share. Các bạn hãy vào chơi thử và trải nghiệm game nhá. Còn rất nhiều điều thú vị ở trong game này, như là chúng ta sẽ mở những vũ khí cực kỳ xịn sò và sẽ đi được bao nhiêu tầng tháp để đánh quái nhá các bạn nhá. Cảm ơn bạn đã xem video mình, hãy giúp mình một subscribe nhá. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.